nhưng mà cái điều quan trọng là anh muốn nói với em á, em cắt đi. Nhưng mà em ráng thêm mấy Sài Gòn vô cho nó đẹp cho mình á. Anh muốn Sài Gòn nó trở thành một nhân vật chính ở trong video của mình. Đối với những cái vlog mà kiểu mà không có kịch bản thì cứ ngồi nói linh tinh á, thì anh muốn có Sài Gòn nó đẹp như là mấy cái video mà ở trong phim vậy đó. Em làm được được chứ. Okay. But if you decide to call on me, ask for Mr. Blue. Mr. Blue. When you say you love me, then prove it by going out on the slide, proving your love isn't true. Hôm nay thì nó có cái thú vị là có một cái hiệu là Oyster, thì họ collab với lại một cái nhân vật hoạt hình kinh điển của một thời đại là Doraemon, và họ đang set up. Mời chị lên. Hello. Không quay phim luôn nha. Đang quay phim luôn anh. Không vấn đề gì đúng không? Ok, không vấn đề. Thì như các bạn có thể thấy là toàn bộ dài của Chilab thì đã được điều động đi chỗ khác để nhường lại cho chú mèo mày. Wow. Mấy con này ở đâu nhiều dữ vậy? Xong rồi trưng bày xong, bóp bóp xong rồi cho anh xin con làm kỷ niệm nào. Dạ được anh, chắc chắn. Có thể các bạn không biết nhưng mà đây, việc founder của Collector ngày xưa cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Chilab ở đây để góp đặt lên những viên gạch nền móng thôi vậy ha. Rồi xong rồi việc cuối cùng đi tìm con đường riêng mà có Collector ha. Rồi xong rồi giờ thì quay trở lại G-Lab để trưng bày cái pop-up này. Full circle, ok. Tuyệt vời. Rồi tiếp đi em. Ok, cảm ơn anh em. Ok. Nhưng mà đồ thì chừng nào mới đem được? Đang chuẩn bị, mọi người đang chuẩn bị mang lên. Rồi, giờ là chiều anh có quà đúng không? Dạ đúng rồi. Ê, cái này hay quá nè, cái này hay quá nè. Cái này hay nè. Còn nó còn có tháo ra được nữa. Sao tháo sao? Là nó ở trong nó có máy móc. Máy móc luôn. Dữ vậy. Có những cái bộ máy nhìn nó như là đồ học luôn. Cái này là như hồi đó là mở cái hộp màng ra xong là vô cái bộ máy ở đây. Cái đó có cái này. Nhiều trò quá vậy. Đồ thì mò mình đang chua ra từ cái hộp màng. Sao em phim? Dạ. Giờ này TikTok chị thấy không có lên video gì. Em bạn chưa nay. Bạn mà chưa nay hả? Chưa nay. Chưa nay luôn. Chưa nay. For real. Nội dung là cái gì? Nội dung là Undefeated Kobe Tupac. Tupac. Ủa, nó One Pack mà. Nhưng mà em thích Tupac do rapper. Cái đầu dài là Bata M1 để trong đây. Nhưng có điều đặc biệt, túi chống ẩm này có thể chống ẩm cho cả một chục đôi dài luôn. Túi chống ẩm vô lịch phòng ở lưng luôn nè. Túi chống ẩm premium này nạp cạc mới có nha. Nạp cạc mới có. Nạp cạc mua 20 có. Đôi này nhiều người nói sneaker of the year đó, nhưng mà anh nghĩ nó cũng chưa xứng đáng. Nó cũng cũng dữ cũng hay nhưng mà nó chưa xứng đáng lắm. Dior câu chuyện của năm trước rồi. Đây cho các bạn đây. Đây là đôi Air Force One. Mình nghĩ nó là da, mình cứ gọi nó là da cứng đi ha. Da nó sẽ pha gì đó nhưng mà mình gọi là da cứng đi. 3.3 triệu. Đó là một đôi Air Force One khác. Da nhăn cũng 3.3 triệu. Nếu được lựa chọn hai phiên bản này thì hả, bạn sẽ chọn phiên bản nào? Xem. Giá trị của nó thì mình nghĩ là 3.3 triệu. Nhưng mà nếu là mình sẽ chọn phiên bản này, da nhăn ha. Còn giá của Air Force One thì lúc lên lúc xuống các bạn, nó điều chỉnh tùm lum hết á, khách hàng họ cũng hay điều chỉnh lắm. Nhưng mà đây là một đôi Air Force One 3.3 triệu như nãy các bạn thấy, nhưng mà thêm sợi lắc vô, thêm một cái phụ kiện này vô 5.2 triệu. Thôi tốt nhất nên chọn phiên bản này đi vì nó tạo nên sự khác biệt. Cái này không thích á thì mình có thể gỡ ra rồi. Và khi mình gỡ ra vậy
thì đây là đôi Air Force One 3.3 triệu. Vậy thì mình lấy 5.3 triệu, 5.2 triệu chứ, mình trừ 3.3 triệu thì mình sẽ ra giá trị của sợi dây này. Cục chắc này kìa. Cái này nó hơi ngắn, nếu mà dài thể làm lắc tay đeo luôn đó. Và đây hình như là một cái mod mới của bên mấy bạn Nike đó. Bây giờ mấy bạn làm như vậy. Xong rồi cái đôi này, ủa cái đôi này có lắc không? À ha, đôi này không có lắc. Ồ sao bé không lắc? Đôi của em là có lắc đúng không? Ừ. Không có nghĩa giữ nhất luôn là để khoảng chừng 20-30 con ngay trước cửa luôn, để trước cửa, để dòng, để ngay trước hẻm luôn, ra để ngay trường tiểu học để hết luôn, xong rồi để bảng collector everywhere luôn, xong rồi ra gọi công an phường đó là con muốn thay cái bảng gì ta, cái bảng tuổi hồng, ừ chứ mà non tuổi hồng nó thành collector Doraemon luôn, ở trong 3 ngày đó mình đi tìm, làm như thế nào? Không có. anh muốn gì review chiếc xe? Tại vì chiếc xe này của các bạn phố đỉnh quá. 68 chiếc xe này có thể nó có trị giá cỡ 10-12 triệu thôi, nhưng mà cái bản số này sẽ có giá trị 12 triệu luôn, tức là chiếc xe lên 24 triệu, đúng không? Nó y chang như Air Force One nãy á, không có sợi lắc thì 3.3 triệu, có sợi lắc 5.2 triệu, không có bản số 12 triệu, có bản số 24 triệu. Cuộc đời là vậy đó các bạn. Khô gà. Thôi, sao mình khô gà lại bự, sai bự quá vậy? Tại sao có bịch khô gà này? Tại vì ở thời kinh dài thì nó có dịch vụ vệ sinh như các bạn biết rồi đó. Thì có một người em ở Nha Trang thì gửi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đôi gà gì vô đó, kèm thêm bịch khô gà này nữa. Thank you. Bây giờ lớp mình chỉ có viết thư cho anh nữa đúng không? Dạ, có, đây. Cho xin một lá thư đi. Rất là dễ thương luôn anh. Dễ thương không? Châu muốn gặp bạn này không? Em nhận dạy của anh mấy lần luôn. Yeah. Em trai Vũ Bàn, thân yêu, quý mến, kính gửi, rất nhiều từ team thần kinh dài và đáp connect. Chúc đại gia đình anh chị mãi mãi phồn vinh, phát triển, phát tài, phát lộc, dân tâm vũ trụ ngân hàng, để em luôn có những quần áo mới, sneaker mới, sneaker sạch, mãi yêu team, đàn phà. Giữ cái này làm kỷ niệm, nếu mốt đóng khung đó, khi nào mình giàu thì thời gian mình mua được tất cả các cái nhà cho nó hẹn lên cái mình dán nó ngoài đầu cửa. Dạ. Rồi nha. Dạ. Ok, không quên mà anh trai không ăn được nên mình ra là một người ăn nha. Cảm ơn anh. Yeah.